Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken. Và hôm nay thì bên shop Ngọc Ken sẽ gửi tới cho anh em một cái clip đi đánh Tống Kim. Và trên cái màn ảnh nhỏ của anh em đây là một cái tài khoản rất là quen thuộc, đó là Duck Lord Võ Đăng Khí, đang chơi tại server 1 và cũng là đang top 1 lên server luôn anh em, tính cho tới thời điểm hiện tại. Và tài phú của Duck Lord hôm nay đã là 632.000 rồi, 632.000 rồi anh em. Và anh em nào xem được clip này nhớ ấn like, chia sẻ đăng ký kênh giúp mình, ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót những video clip của Ngọc mỗi khi Ngọc lên sóng. Và đặc biệt là hiện tại thì bên shop Ngọc còn đang có một ít Kim Long đang bán tại server 35, 38, 39, 40. Anh em nào cần mua Kim Long ở những cái server này thì liên hệ với Ngọc. Và ngoài ra thì bên shop Ngọc còn bán thẻ dinh chiết khấu từ 6-8%. Anh em nào cần mua thẻ dinh thì anh em cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879. Và bên shop Ngọc cũng có nhận làm úp mốc kiếm tôn tại tất cả server. Anh em lưu ý là úp mốc kiếm tôn shop Ngọc sẽ kích hoạt cái mốc kiếm tôn cho anh em để anh em nhận quà kiếm tôn cũng như là phúc lợi kiếm tôn mang lại. Còn Kim Long thì bên shop Ngọc sẽ thu về hết nên anh em sẽ không có Kim Long đâu. Ví dụ như là anh em úp cái mốc kiếm tôn tôn quý 1 thì anh em phải tự nạp là 10 triệu, còn anh em úp qua cái shop của Ngọc chỉ tốn có 2 triệu mốt tiền phí thôi. Và anh em lưu ý là sẽ không có Kim Long nha anh em, chỉ dành cho những anh em nào cần mốc kiếm tôn để mà nhận quà kiếm tôn thôi. Và bây giờ thì trận đấu đã bắt đầu rồi và mình sẽ cắn một ít lắc để mình tham gia trận đấu Tống Kim này. Lắc thì xài luôn lắc 4 anh em. Xài luôn lắc 4 anh em ạ. Và bật mí cho anh em biết là cái tài khoản Duck Lord này tính tới thời điểm hiện tại đã là 1 tỷ mốt rồi nha anh em ơi. Này, cố gắng ngon lành cho mọi người. Úi sời, La Phong bên kia, La Phong bên kia, La Phong Thiên Long bên kia luôn à. Úi sời ơi, một mình cân hai tốt thế này có chết tôi không? La Phong và Thiên Long bên kia, thế thì phải khóa cái chỗ này lại thôi. Mình phải khóa cái cổng này lại thôi. La Phong Thiên Long cũng sẽ khóa cổng kia rồi. Cố gắng nào. Lấy mạng đi, lấy mạng đi anh em ơi, lấy mạng đi, lấy mạng đi. Lấy mạng đi. Ra ra đây xíu với thằng cho thằng Đại Nguyên Soái đó đam, nó đỡ đam trúng mình. Cứ farm người bét tên là nhè luôn anh em ơi. Ông này lại đây thì đúng bài rồi đó, ông lại ông kiếm chỗ chết rồi đó. Thì ra là chủ đi tìm chỗ chết à. Thì ra là chủ mày đi tìm chỗ chết. Mượt không anh em? Mượt không anh em? Tầm này thì bất tử rồi mọi người ạ. Võ đăng khí tầm này đang rất là khỏe. Đang rất là khỏe luôn mọi người ạ. Thật sự là đang rất là khỏe luôn. Úi sời ơi, liên trảm lên kìa. 81 rồi, 82 là farm lên nè. Tầm này thì coi như là bất tử rồi. Tầm này coi như là bất tử rồi anh em ơi. Mình xịt farm cái nào. Úi sợi, 97 rồi, farm kinh thật. Farm mạng kinh thật. Úi sời ơi, 110 rồi. Đánh bét nhè luôn mọi người. Phạm ông liên tục không biết có lên được 300 liên trạm không. 107 mạng nữa.
anh em nhìn thấy mạnh như vậy thì anh em cứ nghĩ là người bên kia là clone, cũng không hẳn đâu mọi người. Để cho anh em xem này, Đắc Lót này, Triệu Hổ này, La Phong này, Thiên Long này, clone đâu ra? Clone đâu ra? Chẳng qua là người ta không có ra được, người ta bị đóng cổng đấy, anh em vào đây anh em cũng không ra được chứ. Mày bị ông Triệu Hổ với lại ông Đắc Lót ông nhốt mẹ nó ở cổng rồi thì lấy gì mà ra? Đây là do bị chặn cổng thì quá mạnh này, chênh lệch. Thiên Long mới chết kìa, Thiên Long mới chạy ra kìa. Đó, La Phong này, La Phong này, La Phong về đánh này. La Phong thì cũng chết thôi. La Phong về thì La Phong cũng chết thôi đấy. Anh em thấy clone đâu ra? Anh em thấy clone đâu này, ulti cái này. Sướng không? Sướng không? La Phong này, La Phong đứt này, La Phong đứt này, La Phong đứt này, La Phong đứt này, đứt 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 đứt. Một tí máu nữa, một tí máu nữa, một tí máu nữa, một tí máu nữa, giết La Phong, giết La Phong đi. Giết La Phong đi. Triệu Hổ giết La Phong rồi, vãi chưởng ạ, thật là vãi chưởng các bạn ạ. Đó, clone đâu ra? Clone đâu ra anh em ơi, La Phong người ta mà top cao như thế này mà anh em kêu clone. Đấy, La Phong 540k lực tài phú mà anh em kêu clone. Đấy, đấy, đấy. Cố gắng ăn đi lên trảm to to nào. Ăn này. Thiên Long, La Phong. Đứt, 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 đứt. La Phong đứt rồi, La Phong đứt rồi, La Phong đứt rồi anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. La Phong gặp hai ông, võ đang này đây cũng chô lè chô lét. Đó. Gọi thằng đại tổng quản ra đây. La Phong tiếp này, La Phong tiếp này. Đấy, anh em thấy đánh La Phong thấm chưa? Anh em thấy cái nick này mà đánh La Phong thấm chưa? Đấy, mình với Triệu Hổ đánh thấm chưa? Quá thấm đấy chứ nhỉ. Ấy, bị thằng hệ thủy nó đẩy quá ta. Này lại ulti cái này, chết này, La Phong chết rồi. Đấy, đại hiệp đã đánh người chơi La Phong bị thương rồi. Tiếp tục nè. Không mất máu luôn à. Tầm này khỏe lắm rồi mọi người. Sức mạnh của cái tài khoản tỷ mốt nó phải gác nha anh em. Úi giời ơi, 262. Server nào nó cũng sẽ có clone của dân cai dịch vụ thôi anh em. Dứt điểm này. Bù pin đánh bại La Phong luôn, ghê thiệt. Farm bao nhiêu rồi? 276, Thiên Long 237. Ulti này, úi trời ơi. Nhìn khó chịu à. La Phong đây đang khó chịu nè. Chứ có mất máu đâu. Anh em cứ chừng nào ấy là đám đông anh em bút cái khiên này anh em này. Bút cái khiên này lên phát là trâu lắm. Khiên đó nó tính theo nội lực tối đa của anh em hiện có. 300 rồi. Làm cái lên trảm 400 rồi. Úi xa. Này bút khiên lên này. Đó, con đại nguyên soái đánh còn không mất máu. Đại nguyên soái đánh còn không chết nữa mà anh em nói người ta mấy người nhỏ nhỏ hơn làm sao đánh mất máu được. Đại nguyên soái này là đánh đau lắm rồi anh em à. La Phong nè. La Phong bút ấy lên rồi, La Phong bút chuông lên rồi, La Phong ôm mình. Này mình cũng bút thủ lên, đấy, mình bút khiên lên, mình có khiên mà. Mình ulti cái này, úi xời, chết hết nè. Đấy, ulti cái chết hết nè. 6x có chuyển sang con lôn không anh? Không, chắc Đắc Lót sẽ chỉ chơi
võ đang thôi. Đúng rồi, cái này từ từ nó sẽ cho ghép lên server anh em ơi, kiểu gì nó cũng sẽ cho ghép lên server để đánh nhau. Còn bây giờ game nó mới ra mắt thôi mà, chẳng qua bị out. Đây là out lực chiến quá thôi, out tài phú quá thôi, chứ anh em nói để ăn được mấy ông clone dịch vụ chạy ra thì mấy ông chết chứ các ông đâu có đứng mà đóng cổng như vậy được, đúng không? Đúng không? Tôi nói đúng không? Nick của các ông có đứng đóng cổng mấy ông dịch vụ được không? Mấy ông dịch vụ bây giờ lực chiến cao vãi lìn, tài phú cao lắm đấy. Các ông đừng mẹ khinh thường dịch vụ. Ông ở đâu không biết chứ, ở bên bang tôi đây có mấy cái bang dịch vụ này, nó đông, nó đánh cho lên bờ xuống ruộng đấy. Nè, La Phong chết nè. Úi xời. Đó, anh em thấy chưa? Cứ rỉa gần hết máu là ulti phát là chết. về thành đi cho game còn hấp dẫn hả? Đó, anh em thấy chưa? Được của nó đấy nhỉ. Cứ phải farm. Bên tổng cũng đang 29k điểm à. Không ổn rồi. Không ổn rồi cụ La ơi. Cụ La ở đầu kia thì cụ không có KS lại được Thiên Long, vì Thiên Long là chơi côn lôn. Cụ về đây để cụ đánh tụi mình thì cụ lại không đánh được. Tội cụ La game này không được chơi. Cụ La game này không được chơi đấy. Phi Phong 6 nhiều tài phú anh hả? À? Cho em xem nha, gần 400 ấy được kìa. 24k2. Úi xa, 400 rồi anh em ơi. 444 không? Làm quả 444 là 40 mạng nữa nè. Cái gì cũng mắc thì chơi chán, không chán đâu anh em à. Cái mục tiêu của người ta là chơi liên server mà. Làm sao mà chán được? Chán thế nào? Chán là chán thế nào? Không mắc mới chán chứ, không mắc mới chán chứ, mắc thì chán làm sao được? Mắc thì chán làm sao được anh em ơi. Anh em ra đi nào, hiến mạng thêm đi nào. Hiến mạng thêm đi anh em ơi. Ulti cái này. Úi trời. Đúng bài luôn, đúng chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Ôi không lên được 44 rồi. Không lên được 44 rồi. Rồi, 432 mạng. Thiên Long 432, mình 436 mạng à. Rồi, Thiên Long à. Liên trảm 320. Thiên Long là top 1 à. Ảo thế. Thằng ngáo với cái bạc này kích nạp, đúng rồi. Giờ người với cái bạc này kích nạp. Bảo danh tiếp anh em. Tiếp tục chúng ta sẽ đánh thêm một trận tống kim. Và mình sẽ tạm ngưng cái video lại, mình quay một trận thôi anh em nhé.